U17 Thanh Hóa ám gần nửa tỷ cho chức vô địch trước khi bước vào trận chung kết. Trong cuộc họp với ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Thanh Hóa, bầu đệ ngoài lời động viên đã tuyên bố sẽ thưởng 350 triệu nếu như đội nhà vượt qua PVF để giành ngôi vô địch giải U17 quốc gia. Có đô tiền thưởng chưa từng thấy tại một giải đấu trẻ. Cùng niềm tin từng đánh bại PVF ở vòng bảng đã giúp U17 Thanh Hóa nhập cuộc một cách đầy quyết tâm để khiến trận chung kết thực sự hấp dẫn. Cả hai đội đều chủ động chơi theo cách của mình khiến cho khu vực giữa sân là rất nóng. Và ở hiệp đấu đầu tiên, Mỗi đội đều có cơ hội để mở tỷ số nhưng bất thành. Sang hiệp 2, thế trận vẫn không nhiều thay đổi khi cả hai đều chủ động tranh chấp ngay từ giữa sân để đây là điểm nóng thực sự của trận đấu. U17 Thanh Hóa đã có một lần đưa bóng vào lưới U17 PVF ở phút 70, nhưng đáng tiếc trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Với sự chắc chắn của hàng thủ đôi bên, các cầu thủ tấn công ở PVF lẫn U17 Thanh Hóa đã không thể có nhiều cơ hội trong hiệp 2 để trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 trong giờ đấu chính thức. Kết quả này cả hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m và ở loạt sút luân lưu, với bản lĩnh hơn hẳn U17 Thanh Hóa đã giành chiến thắng trước U17 PVF với tỷ số 5-4 để chính thức đăng quang ngôi vô địch giải U17 quốc gia, Netpedia 2019.